vào hôm 11 tháng 2, lực lượng Ukraine bắn hạ tiêm kích Nga trên bầu trời Bakhmut. Ukraine nói cục diện giao tranh ở Biển Đen đang thay đổi khi Nga lần đầu dùng UAV hải quân. Ukraine tập trung 20.000 binh sĩ tại một tỉnh miền đông trước thềm đại tấn công. Quan chức tình báo nói Nga đang cố tìm ra mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Phía Ukraine nói Nga phải đối mặt với thách thức lớn khi mở chiến dịch tấn công mới. Tổng thống Ukraine cách chức phó tư lệnh vệ binh. Trong khi đó, Tổng thống Serbia khẳng định xung đột Ukraine trong 6 tháng tới sẽ leo thang ngoài sức tưởng tượng. Kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất của chúng tôi về tình hình xung đột đang diễn ra tại Ukraine. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Vào hôm 11 tháng 2, lực lượng biên phòng Ukraine đã bắn hạ một máy bay tấn công của Nga trên bầu trời Bakhmut. Cụ thể, báo cáo của cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine cho biết, hôm nay các máy bay chiến đấu của lực lượng biên phòng Ukraine đã bắn hạ thành công một máy bay chiến đấu của lực lượng Nga. Đây là chiếc máy bay phản lực thứ hai bị tiêu diệt bởi lực lượng biên phòng. Phía Ukraine lưu ý rằng máy bay bị bắn trúng có thể là tiêm kích Su-25 bốc khói sau khi bị trúng tên lửa Manpass và bắt đầu hạ độ cao. Cơ quan này cho biết thêm, máy bay rơi xuống mặt đất, quân phòng thủ Ukraine đã nhìn thấy lửa và khói đen bốc lên, lực lượng không nhìn thấy phi công trên máy bay thoát được ra ngoài. Mới đây, tờ The Independent đưa tin, Nga đã lần đầu tiên dùng USV hải quân tấn công vào một cây cầu chiến lược quan trọng của Ukraine ở Odessa. Đoạn phim chi tiết ghi lại cảnh một vật thể di chuyển nhanh đâm sầm vào cây cầu Zatoka gần thành phố cảng chiến lược, sau đó phát nổ. Chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine tướng Valery Zaluzhny cho biết ông lo ngại việc Nga chuyển sang sử dụng các thiết bị không người lái hoạt động trên mặt nước sẽ gây ra mối đe dọa đối với các hoạt động vận tải dân sự ở Biển Đen. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho biết hậu quả cấp bách hơn sẽ xảy ra đối với chiến lược hải quân của Ukraine. Ông Hai Sutton, một nhà phân tích quốc phòng và là phóng viên của tờ Open Source Intelligence cho biết, Nga vốn thường không hề có những loại USV này. Ông nói, nếu Nga có thể sử dụng những máy bay không người lái chứa chất nổ này để tấn công các mục tiêu ven biển của Ukraine, nhưng Ukraine không thể tấn công các tàu chiến của Nga theo cách tương tự, thì chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến một sự thay đổi khác trong cuộc chiến ở Biển Đen, lần này là có lợi cho Nga. Cây cầu này vốn là mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào đầu cuộc chiến. Nó giúp hỗ trợ cho tuyến đường sắt đến Romania, là tuyến đường chính để phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tướng Zaluzhny cũng cho biết ông đã chia sẻ mối quan ngại này của mình trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, ông Mark Milley. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về việc sử dụng máy bay không người lái hải quân, nhưng các trang tin quân sự Nga cho biết Moscow đã bắt đầu phát triển loại vũ khí này vào tháng 9. Ông Igor Korochenko, một đại tá đã nghỉ hưu của lực lượng vũ trang Nga cho biết, những máy bay không người lái này nên được trang bị thêm một lượng chất nổ mạnh hơn để tăng cường sức công phá. Vụ tấn công diễn ra khi các quan chức Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu cuộc đại tấn công mùa xuân của mình ở miền đông Donbass. Tuy nhiên, người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Chenyak thì cho biết Bộ Chỉ huy Nga không có đủ nguồn lực để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn. Sở Cảnh sát Quốc gia Ukraine tại Zaporizhia cho biết hôm 11 tháng 2, lực lượng Nga đã tiến hành 18 cuộc tấn công vào Zaporizhia sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa S-300 và KH-101. Báo cáo của Sở cho biết đã có vụ nổ xảy ra ở Zaporizhia vào ban đêm. Lực lượng Nga đã tiến hành tấn công vào khu vực này bằng máy bay không người lái Shahed. Vào lúc rạng sáng khoảng 4 giờ 40 phút, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, họ đã tấn công vào 15 mục tiêu ở các khu vực khác nhau của thành phố. Cảnh sát đã ghi nhận các vụ tấn công chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân dụng. Ba cuộc tấn công khác được báo cáo vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng. Lực lượng Nga đã dùng tên lửa hành trình không đối đất chiến lược KH-101. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết cuộc tấn công tên lửa mới nhất vào Zaporizhia là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra cho đến nay. Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 17 tên lửa đã tấn công thành phố đông nam Zaporizhia trong một giờ liên tiếp. Thủ tướng Ukraine Denis Shymhan cho biết các cuộc tấn công đã nhắm vào cơ sở hạ tầng điện cao thế ở miền Tây, miền Nam và miền Đông. Trong đó, hai thành phố Kharkiv và Zaporizhia đã hứng chịu những đợt không kích nặng nề. Theo ông Shymhan, Ukraine tạm thời mất 44% sản lượng điện hạt nhân và 75% sản lượng từ các nhà máy nhiệt điện.
ông tuyên bố công tác sửa chữa đang được tiến hành. Hiện Ukraine vẫn có đủ máy phát điện và nguồn điện để vượt qua những ngày còn lại của mùa đông. Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, cuộc tấn công mà lực lượng Nga tiến hành vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 2 đã ảnh hưởng nặng nề đến các cơ sở năng lượng quan trọng dành cho quốc phòng và mạng lưới giao thông vận tải Ukraine. Ông Konashenkov nói, vào ngày 10 tháng 2, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã thực hiện tấn công vào các cơ sở quan trọng, vốn là nơi sản xuất năng lượng cho các công ty quốc phòng và mạng lưới giao thông vận tải của Ukraine. Ngoài ra, nguồn cung vũ khí và đạn dược của nước ngoài dành cho Ukraine, cũng như tuyến đường sắt dùng để vận chuyển vũ khí đến các khu vực chiến đấu cũng đã bị chặn. Cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 2 của Nga diễn ra khi ông Zelensky đến châu Âu để kêu gọi viện trợ, đặc biệt là máy bay chiến đấu. Nhưng hiện các quốc gia phương Tây vẫn chưa đưa ra lời hứa nào về việc viện trợ chiến cơ cho Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine trước đó cho biết 61 trong 71 tên lửa của Nga đã bị bắn hạ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng German Gulashenko cũng nói rằng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng ở 6 khu vực bằng tên lửa và máy bay không người lái, gây mất điện ở hầu hết các khu vực tại Ukraine. Mới đây, Chủ tịch phong trào đi cùng nước Nga, ông Vladimir Rogov cho biết, quân đội Ukraine đã tập trung khoảng 20.000 binh sĩ tại khu vực kiểm soát thuộc vùng Zaporizhia. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Rogov cho biết, theo ước tính của chúng tôi, một nhóm quân Ukraine gồm 20.000 người đã tập trung dọc theo tuyến liên lạc ở khu vực Zaporizhia do chính quyền Kiev kiểm soát. Ông Rogov nhấn mạnh, nhóm quân này sẽ không đủ để tổ chức một cuộc tấn công toàn diện. Trước đó, ông Rogov đã nói quân đội Ukraine đang cố gắng thâm nhập vào khu vực Zaporizhia dưới vỏ bọc là quân nhân Nga. Vào tháng 1, quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công cục bộ theo hướng Zaporizhia. Cuộc giao tranh diễn ra gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến, chủ yếu ở khu vực các thành phố Orenkov và Guliabol. Vào ngày 7 tháng 2, ông Rogov báo cáo rằng tiền tuyến đã ổn định, quân đội Nga đã ổn định ở các căn cứ mới và đang củng cố chúng. Hãng thông tấn UK Inform dẫn lời người phát ngôn Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Cherniak hôm 11 tháng 2 cho biết, Nga không có nguồn lực để phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trước ngày 24 tháng 2, ngày đánh dấu một năm xung đột xảy ra, mà thay vào đó, Nga đang cố gắng tìm ra những mắt xích yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Quan chức tình báo này cho biết, dẫu có nhiều thông tin lan truyền về cuộc tấn công quy mô lớn của Nga dự kiến chính thức xảy ra vào ngày 24 tháng 2, nhưng tình báo quân đội Ukraine báo cáo rằng Nga vốn đã đẩy mạnh tổng lực chiến dịch tấn công ở quy mô lớn từ lâu, cụ thể là từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái cho đến tận hôm nay. Ông Cherniak nói rằng kế hoạch trong những tuần tới của Nga là tăng cường nỗ lực ở miền đông Ukraine. Ông lưu ý rằng bây giờ Nga đang cố gắng tìm ra những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ông Cherniak nhấn mạnh, tuy nhiên, theo thông tin của chúng tôi, Bộ Chỉ huy Nga không có đủ nguồn lực để triển khai cuộc tấn công quy mô lớn. Mục tiêu chính của quân đội Nga vẫn là đạt được ít nhất một số thành công chiến thuật ở miền đông. Các quan chức tình báo nói thêm rằng, Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí có độ chính xác cao. Quan chức này kết luận, Nga đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí có độ chính xác cao và bất chấp tình hình này, họ cũng sẽ tiếp tục áp dụng triển khai tấn công tên lửa Ukraine. Nga đã sử dụng hết hơn 80% tên lửa có độ chính xác cao và đang thử sản xuất lại, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Theo UK Inform, trước đó dựa trên thông tin do tình báo quân sự Ukraine cung cấp, Nga đang nghiên cứu các kịch bản khác nhau để tiến hành một cuộc tấn công mới. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov hôm 11 tháng 2 cho biết, Nga đã khởi động cuộc tấn công quy mô lớn ở miền đông Ukraine, nhưng họ cũng phải đối mặt với những vấn đề lớn. Phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, ông Danilov cho biết, họ đã bắt đầu cuộc tấn công. Họ không nói điều đó công khai, nhưng lực lượng của chúng tôi đang đối đầu và đẩy lùi nó. Cuộc tấn công mà họ lên kế hoạch đang dần hình thành, tuy nhiên chắc chắn đó sẽ không phải là cuộc tấn công như họ mong đợi. Đầu tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã bày tỏ sự lo ngại khi Nga có thể mở đợt chiến dịch mới để đánh dấu cuộc xung đột tròn một năm. Vị quan chức lưu ý, Nga đã rút ra được bài học từ những sai lầm của họ, nên sẽ không cố gắng tấn công từ mọi hướng cùng một lúc. Ông nói, họ có chiến thuật mới, họ tập trung chậm rãi từng chút một, mỗi lần 10 mét, vây hãm lực lượng của chúng tôi. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, hôm 11 tháng 2, quân đội Nga đã tiến hành 7 cuộc tấn công bằng tên lửa, 23 cuộc không kích, đồng thời khai hỏa hệ thống tên lửa phóng hàng loạt hơn 15 lần.
Bộ đồng thời cho biết Moscow đang tăng cường lực lượng gần Liman và Bakhmut, phía đông Donetsk. Cơ quan của Ukraine lưu ý thêm, đối phương sẽ không từ bỏ mục tiêu kiểm soát toàn bộ hai tỉnh Donetsk và Luhansk, bất chấp những tổn thất đáng kể. Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho biết Mỹ sẽ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine nếu quyết định nối lại hoạt động của lực lượng đặc biệt ở quốc gia này. Phát biểu được ông Antonov đưa ra trong bối cảnh một bài báo trên Washington gần đây cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang thuyết phục các nhà lập pháp chấp thuận tài trợ cho hai chương trình tuyệt mật ở Ukraine, vốn bị trì hoãn sau khi Nga đưa quân vào lãnh thổ Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Chúng tôi đang muốn nói về cuộc điều tra của các nhà báo dựa trên những nguồn tin giấu tên trong chính quyền Mỹ. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. Đại sứ Antonov cho biết, đồng thời nhấn mạnh, cuộc thảo luận trên một trong những hãng truyền thông hàng đầu của Mỹ về khả năng chính quyền Washington cử lực lượng đến Ukraine là rất đáng chú ý. Một nhận định công khai như vậy, một lần nữa chứng minh rằng Washington đang mang một nỗi ám ảnh về giấc mơ gây ra thất bại chiến lược cho Nga và họ sẵn sàng đối mặt với những rủi ro không thể lường trước khi theo đuổi điều này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Washington đồng thời cho biết, trong khi các cuộc thảo luận về viện trợ cho Ukraine vẫn đang diễn ra, thì Washington vẫn phớt lờ sự tàn bạo của chế độ Kiev. Họ nhắm mắt làm ngơ trước các vụ hành quyết tù nhân Nga do Ukraine thực hiện, cũng như những cuộc pháo kích hàng ngày nhằm vào các thành phố ở Donbass, Zaporizhia, Kherson, những khu vực mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập. Hiện Mỹ chưa phản hồi về những bình luận trên. Theo Washington Post, nếu chương trình tuyệt mật được nối lại, lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ sẽ được tái triển khai ở Ukraine vào năm 2024 để giám sát các hoạt động quân sự của Nga và chống lại những thông tin sai lệch. Thủ tướng Ukraine Denis Shymyhal hôm 11 tháng 2 thông báo nước này sẽ thành lập một trung tâm rà phá bom mìn có chức năng phân tích, xử lý thông tin về bom mìn do các cấp, bộ ngành, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế cung cấp. Ông Shymyhal cho biết thêm, cơ sở này sẽ không những giúp cải thiện khả năng phối hợp trong nước mà còn giúp thu hút nguồn lực quốc tế trong công tác rà phá bom mìn. Đây là bước đầu tiên trong tiến trình tái thiết đất nước. Theo vị quan chức, cuộc xung đột với Nga đã biến Ukraine trở thành một trong những bãi mìn lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% lãnh thổ, tương đương với khoảng 250.000 km². Thực trạng này đã gây ra các mối nguy hiểm đối với nông dân địa phương, tác động trực tiếp đến nông nghiệp, một trong những ngành chủ lực của Ukraine. Theo báo cáo từ phía chính quyền Kiev, một số nông dân tại tỉnh Kharkiv và Sumy đã thiệt mạng trong thu hoạch vụ hè vừa qua khi máy cày của họ cán trúng mìn. Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia Ukraine nhận định họ phải mất ít nhất 10 năm nữa để rà phá toàn bộ bom mìn trên lãnh thổ sau khi xung đột kết thúc. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn trừ chức vụ phó tư lệnh lực lượng vệ binh quốc gia của ông Ruslan Zyuba. Sắc lệnh cách chức được công bố trên trang web của Tổng thống. Trong bài phát biểu hàng đêm vào cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục hiện đại hóa thể chế, quy trình và thủ tục. Cơ cấu bộ máy nhà nước không chỉ phụ thuộc vào nguyện vọng của người dân, mà còn phải đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đây là sự thay đổi nhân sự mới nhất trong chính phủ Ukraine. Mặc dù nguyên nhân cách chức ông Zyuba không được công bố, nhưng động thái này được cho là nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Zelensky nhằm loại bỏ nạn tham nhũng, một tiêu chí mà Ukraine phải đảm bảo để gia nhập EU. Thời gian qua, chính phủ Ukraine liên tục chứng kiến sự xáo trộn. Vào cuối tháng trước, ông Kirilo Miyoshenko đã tuyên bố từ chức, trong khi nhiều quan chức khác đảm nhiệm vị trí thứ trưởng và thống đốc vùng cũng tuyên bố rời nhiệm sở hoặc bị cách chức. Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Zenikov cũng đang đối mặt với những đồn đoán cho rằng ông sắp bị thay thế. Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, ông Vasily Nebenzia vào hôm 11 tháng 2 khẳng định Ukraine hiện không quan tâm đến việc tìm ra một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Nga. Theo vị quan chức này, phương Tây có thể buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán, nhưng đến nay họ từ chối làm điều đó, thay vào đó là cô lập Moscow. Những người có thể buộc Ukraine đàm phán nghiêm túc đang sống ở Mỹ hay đâu đó ở châu Âu. Nếu họ sẵn sàng làm điều này, họ sẽ tham gia vào. Nhưng đến nay, chúng tôi không thấy bất kỳ sự thiện chí nào từ phía họ, nhà ngoại giao bình luận. Phát biểu được ông Nebenzia đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài RT, khi được hỏi về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine mà phương Tây khẳng định rằng chỉ kết thúc khi Moscow thất bại. Nga tin rằng phương Tây đang thực hiện một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga ở Ukraine và muốn kéo dài nó bằng cách hỗ trợ vũ khí hạng nặng cho chính quyền Kiev.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo động thái này có thể dẫn đến một sự leo thang khó lường. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin mới đây và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Oleksiy Rennikov đã tiến hành thảo luận về các ưu tiên trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine, cụ thể là hệ thống phòng không và pháo binh, trước thềm diễn ra cuộc họp sắp tới giữa các đồng minh của Ukraine tại Brussels. Sau khi nhận được lời hứa về việc viện trợ xe tăng chiến đấu hiện đại, bao gồm M1 Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh, Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Kiev khác đã tiếp tục thúc giục các đồng minh gửi máy bay chiến đấu. Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine sẽ họp vào thứ Ba tuần tới tại trụ sở NATO. Cuộc họp của nhóm vào lần trước diễn ra vào ngày 20 tháng 1 tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, vốn là chìa khóa trong việc đưa ra quyết định gửi xe tăng cho Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, ông Austin và ông Reznikov đã thảo luận về tầm quan trọng của việc cung cấp các thiết bị, đã hứa càng nhanh càng tốt. Sau cuộc gọi, ông Reznikov đã đăng tải trên Twitter rằng Mỹ rất kiên định trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời nói thêm rằng hai người cũng đã thảo luận về tình hình ở tiền tuyến. Cũng theo trang RT đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vernishin hôm 11 tháng 2 cho biết Nga sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine mà không có điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, ông cho rằng những cuộc đàm phán này nên diễn ra dựa trên thực tế hiện tại. Trước đây, các cuộc đàm phán đã diễn ra ở Minsk, Belarus và ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đã bị phía Ukraine làm gián đoạn. Chúng ta biết rất rõ rằng quyết định không được đưa ra ở Kiev, mà quyết định được đưa ra ở các thủ đô khác, chủ yếu ở Washington và Brussels, ông Vershinin nói trên đài truyền hình Zvezda vào hôm thứ Bảy. Về lập trường của Nga, nhà ngoại giao cho rằng bất kỳ hành động thù địch nào cũng kết thúc bằng đàm phán, và đương nhiên chúng tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng cho những cuộc đàm phán như vậy. Tuy nhiên, ông Vershinin nhấn mạnh các cuộc đàm phán nên diễn ra mà không có điều kiện tiên quyết, dựa trên thực tế và có tính đến các mục tiêu đã được Moscow công bố. Trước đó, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby nhấn mạnh rằng việc xác định liệu các cuộc đàm phán có phù hợp hay không, khi nào là phù hợp và diễn ra trong hoàn cảnh nào thực sự tùy thuộc vào quyết định của Tổng thống Ukraine Zelensky. Đồng thời, ông Kirby chỉ ra rằng Washington sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Ukraine để họ có thể đạt được thành công trên chiến trường. Tờ Der Spiegel của Đức vào hôm 11 tháng 2 đưa tin lực lượng vũ trang nước này sẽ bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 vào tuần tới. Quá trình đào tạo sẽ diễn ra tại trung tâm Munster ở bang Lower Saxony ở miền Bắc nước Đức, nơi các đơn vị Ukraine từng được huấn luyện xe chiến đấu bộ binh Marder. Theo nguồn tin, những binh sĩ Ukraine đầu tiên đã từ Ba Lan đến Đức trong vài ngày qua. Hiện Berlin và Kiev chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Dự kiến, Đức cũng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về việc viện trợ Leopard 2 cho Ukraine vào tuần tới với sự tham gia của các đại diện Ba Lan và Ukraine. Những quốc gia đồng minh khác quan tâm đến vấn đề này cũng được mời tham dự. Đức đã cam kết gửi 14 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine, trong khi Ba Lan hứa cung cấp các mẫu 2A4. Canada cũng đã tuyên bố gửi 4 chiếc xe tăng do Đức sản xuất đến chiến trường Đông Âu. Những quốc gia châu Âu khác như Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy từng cho biết sẽ viện trợ xe tăng cho Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Mới đây, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã cảnh báo thời điểm mà nước này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ yêu cầu của phương Tây về việc trừng phạt Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Brava, ông Vučić cho biết, ông dự báo sẽ có sự leo thang lớn ở Ukraine trong 6 tháng tới. Theo nhà lãnh đạo, cuộc xung đột cho đến nay sẽ không là gì so với những diễn biến sắp diễn ra. Tình hình này sẽ gây áp lực lớn lên Serbia. Nếu xét về mối quan hệ với Nga, nó sẽ trở nên khó khăn hơn gấp 2 hoặc 3 lần, dù hiện nay hai nước vẫn rất thân thiết, vị Tổng thống nhận định. Brussels đã nêu ra hai điều kiện để Serbia gia nhập EU, bao gồm thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga vì xung đột ở Ukraine và công nhận nền độc lập của Kosovo. Tổng thống Vučić, người đã từ chối thực hiện cả hai yêu cầu này trong nhiều tháng qua, giờ đây nói rằng thời điểm Serbia tham gia các lệnh trừng phạt Nga đang sắp đến gần. Tôi e rằng nó còn chưa đến vài tháng, nhà lãnh đạo bổ sung thêm. Tổng thống Serbia từng nhận định rằng Ukraine đang chiếm thế thượng phong với sự hậu thuẫn của phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, tại thời điểm hiện tại không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ai đang chiếm ưu thế. Dù ai thắng ở Ukraine sẽ rất khó khăn cho Serbia. Phương Tây không muốn có một quốc gia đồng minh của Nga ở giữa châu Âu. Trong khi đó, Nga muốn mất tất cả những gì họ có ở Balkan.
Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu tại Brussels mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã mời Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đến thăm Ukraine. Thông tin được ông Bertalan Havasi, người phát ngôn của Thủ tướng Orbán, xác nhận. Người này nói, tin tức đó là đúng. Tổng thống Zelensky đã mời Thủ tướng Orbán. Nhà lãnh đạo của chúng tôi sẽ đến thăm Kiev vào thời điểm thích hợp và nếu điều này là cần thiết. Thủ tướng Hungary Orbán đã có cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Zelensky của Ukraine vào ngày 9 tháng 2 trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU, cùng với một số nhà lãnh đạo EU khác gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hà Lan, Áo và Slovenia. Trong sự kiện này, nguyên thủ các nước thành viên EU đã chia thành 4 nhóm để thảo luận với ông Zelensky. Thủ tướng Hungary đã đăng tải một bức ảnh ông bắt tay với nhà lãnh đạo Ukraine lên mạng xã hội. Cho đến nay, ông Orbán là một trong số các nhà lãnh đạo châu Âu chưa đến thăm Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Trong khi đó, Tổng thống Hungary Katalin Novak đã đến Kiev vào tháng 11. Kính thưa quý vị, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại những cập nhật mới nhất của chúng tôi về tình hình xung đột tại Đông Âu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.